Xin chào anh Minh Minh Cảnh. Dạ, xin thân ái kính gửi đến lời chào toàn thể quý vị cũng đang hiện diện trên màn ảnh nhỏ. Thưa anh, là có một điều mà Nguyễn Đức Long muốn gặp anh từ lâu nhưng mà chưa có điều kiện để gặp, thì hôm nay mới có cái điều kiện để anh em mình gặp nhau. Dạ. Và cũng giống như là thay lời muốn hỏi. Đây là muốn hỏi à. Dạ. Nhiều khán giả rất là thắc mắc và người ta hỏi rằng là có biết anh, có biết anh Minh Minh Cảnh, dạ, anh ấy là có phải là em ruột của anh Minh Cảnh hay không. Cái thứ nhất là lấy cái tên cũng có chữ Minh Cảnh trong đó. Dạ. Cái thứ hai nữa rằng là cái ngoại hình bên ngoài thì cũng giống y hệt anh hai Minh Cảnh. Dạ. Thì không biết cái điều này thực sự như thế nào, thì ngay từ bây giờ thì Nguyễn Đức Long mong anh chia sẻ giúp để cho khán giả biết về vấn đề này. Dạ, cảm ơn anh Đức Long. Thì nói về gia giới trong gia đình, tôi là em út bên trai của trong gia đình của nghệ sĩ Minh Cảnh, có nghĩa là anh hai Minh Cảnh là người anh lớn nhất trong gia đình, còn tôi là út bên trai, còn một đứa em gái út nữa là Cảnh Trân. Còn nói về cái tên của tôi là Minh Minh Cảnh, là thật tình mà nói là cái tên này là do anh em nghệ sĩ đặt cho tôi, chứ tôi cũng không tự đặt. Ngày xưa tôi đi hát tôi để lấy cái tên là Cảnh Út. Mà cái tên đó nó là cái tên thân mật nhất là anh em thường, anh em nghệ sĩ trong giới thường gọi. Đó là cái tên thân mật là Cảnh Út. Còn cái tên nghệ danh này do anh em đặt luôn, đó là cái tên Minh Minh Cảnh. Dạ. Thì thưa anh, trong cuộc đời mà hoạt động nghệ thuật của anh á, thì anh có hợp tác với anh hai của mình qua những cái trích đoạn hợp ở tuồng nào chưa? Dạ thưa anh, như thế này thì trong suốt cuộc đời bắt đầu mà tôi đi hát là cũng do anh hai tôi cũng dìu dắt tôi vào sân khấu. Và tôi cũng đã từng đi chung đoàn với anh hai của tôi và cũng đã từng hát chia với anh hai của tôi trong vở tuồng Manh Áo Quê Nghèo. Tôi hát hai màn đầu, hai màn sau là anh Minh Cảnh hát. Đó là những kỷ niệm rất là sâu sắc nhất trong đời đi hát của tôi. Dạ. Thì thực sự ra mà nói thì khán giả thì thắc mắc rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì Nguyễn Đức Long gặp lại anh thì Nguyễn Đức Long cũng muốn hỏi rõ cái điều này để cho khán giả được biết. Và hơn nữa rằng là đó là những cái sự quan tâm, khán giả quan tâm đến với anh thì cũng như là khán giả đã yêu thương anh. Dạ, họ mới quan tâm chứ nếu không thì khán giả dạ, không bao giờ. Dạ đúng anh, dạ phải, dạ rất cảm ơn. Thì chính vì lại đó thì hôm nay gặp anh thì đây quý vị đã nghe nghệ sĩ Minh Minh Cảnh đã nói gì trong cái vấn đề mà chỗ quý vị đã thắc mắc. Thì hôm nay quý vị đã biết rồi ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn anh Minh Minh Cảnh nha. Dạ, cảm ơn Đức Long. Dạ, dạ. Cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Chào anh Linh Cảnh. Xin chào anh Đức Long. Chào tất cả mọi người. Tôi là nghệ sĩ Linh Cảnh. Trước khi vào nghề là một chiến sĩ công an của tỉnh Đồng Tháp. Cái máu đam mê nghề nghiệp với cái sự ham muốn trở thành người nghệ sĩ bất đắc dĩ. Chứ thật ra thì dòng họ không có ai là nghệ sĩ. Rồi sau đó mới thọ giáo là sư phụ đầu tiên trong cuộc đời là nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm. Rồi khi mà về thành phố thì gặp nghệ sĩ tài danh Minh Cảnh cũng thọ giáo. Thành ra nó hấp thụ hai ba thứ vô một chỗ. Linh Cảnh hiện thời bây giờ là một nghệ sĩ tự do, không còn đứng ở sân khấu nữa. Sân khấu cũng mười mấy hai chục năm trời. Thành ra bây giờ là quen biết với anh Đức Long. Thì hôm nay về đây có dịp quay mấy cái YouTube để gửi đến quý vị khán giả. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho anh em chúng tôi. Cảm ơn. Thì thưa anh Linh Cảnh rằng là được biết anh không phải riêng anh làm nghệ thuật mà hình như rằng là bà xã anh đúng cũng làm nghệ thuật, cũng là một nghệ sĩ. Đà. Anh có thể giới thiệu đôi nét về người vợ của mình. Vợ của Linh Cảnh là nghệ sĩ Bảo Trân, Cảnh Lương Nòi, cháu của bà Dân và Tám Dân, chắc quý vị cũng đã biết. Cha của nghệ sĩ Bảo Trân là Út Dân. Bảo Trân là nghệ sĩ từ trong bụng mẹ, 16 tuổi đã là hát đào chánh rồi. Rất nhiều đoàn cũng như là Hậu Giang, Sóc Trăng, rồi Vĩnh Long, rồi về đoàn cuối cùng là đoàn Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng. Nghệ sĩ Bảo Trân thì hát đào chánh với nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng cũng được 3 năm. Cái lúc đó là vợ chồng mới gặp nhau trong cái thời điểm mà cái lương cũng còn đang thịnh, năm 94-95. Tới bây giờ, nghệ sĩ Bảo Trân vẫn là một nghệ sĩ tự do với Linh Cảnh. Wow.
Nếu như hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật thì anh thấy có cái gì thuận lợi và có cái gì không thuận lợi? Nói chung là vợ chồng làm nghệ thuật thì nó rất hiểu nhau trong nghề. Ví dụ như va chạm hay là hoặc đi hát hay này kia rồi thì rất thông cảm nhau, hiểu nhau. Chứ mà nói về cuộc đời nghệ sĩ mà so sánh với những người ngoài thì nó có cái khác ở cái mặt tình cảm. Có những khi ở ngoài ta không hiểu, ta nhìn mình xã giao lưu này kia rồi có những cái đó người ta nói là nó hơi khó. Nhưng mà đối với vợ chồng Linh Cảnh thì tuyệt vời. Ok, tất cả mọi người, mọi nơi, nếu mà khán giả mến, khán giả thương mình thì cái chuyện đó là chuyện rất hân hạnh, chứ không có gì hết trơn, nó rất thuận tiện trong nghề nghiệp. Ồ, và thưa anh thì hiện nay anh, con anh á, có theo nghề của anh không? Dạ không, có một đứa gái, năm nay là năm cuối, nó đang học quản trị kinh doanh. À, thành ra nói chung là không có muốn cho nó theo nghề. À, không muốn cho theo nghề. Không muốn cho theo nghề. Nhưng mà con anh có muốn theo không? Nó không, nó cũng không luôn. Nó phải kinh doanh. À, thành ra giờ là cháu nó đang học, sắp sửa ra trường. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều, và Nguyễn Đức Long cũng thay mặt cho khán giả chúc anh chị coi như là trăm năm hạnh phúc, và hơn nữa rằng là cháu cũng đạt theo cái nguyện vọng mà mơ ước trên cái con đường kinh doanh của cháu ha. Trời, rồi cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Đức Long, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc sức khỏe. À, xin chào chú nghệ sĩ Phương Bình. À, xin chào Đức Long. Dạ. Thì chú cháu mình cũng lâu lắm rồi mới gặp trở lại đây, thì thấy cái sức khỏe của chú vẫn là tốt như ngày nào, thì đó là cái điều mà Nguyễn Đức Long rất là vui. Mà chắc có lẽ là quý vị khán giả mà những người mà đã yêu thích chú thì chắc có lẽ họ còn vui hơn nữa. Thì hôm nay hỏi thiệt chú rằng là chú bao nhiêu tuổi rồi, có thể bật mí được không? Cũng gần 80 rồi. À, gần 80 rồi. Nhưng mà sức khỏe vẫn phong độ như ngày nào ha. Vâng. À, 80 năm nhưng vẫn còn chạy tốt nha. Máy vẫn cần chạy tốt. Và thưa quý vị, đây là một nam nghệ sĩ rất là nổi tiếng trong cái thập niên mà từ 70 đổ về trước. Thì nói đến nam nghệ sĩ Phương Bình thì chắc chắn ai cũng đều biết. Tại vì nhưng mà thưa thật với chú rằng là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Nhưng mà bây giờ là vừa nghe vừa thấy luôn thì càng chính xác hơn nữa. Thì chú có thể nói về những cái vai diễn nào mà chú để đời, vai diễn nào mà được khán giả yêu thích nhất, chú có thể nhắc lại. Thì Phương Bình cũng xin, trước tiên là cũng xin cảm ơn Đức Long, cảm ơn quý vị khán giả yêu thương Phương Bình. Từ trước đến nay Phương Bình cái bài trích đoạn cải lương mà tâm đắc nhất đó, ngày xưa đó là thu đài truyền hình chế độ cũ, tâm sự loài chim biển tức áo vũ cơ hàng đó. Sau đó thì Phương Bình hát một bài một vở tuồng là Gió Giao Mùa, mà Phương Bình đã đoạt huy chương vàng năm 1967, huy chương vàng Vẽ Thanh Tâm cùng với nữ nghệ sĩ Mỹ Dâu, Ngọc Bích và Bảo Quốc. Đó là huy chương vàng là Phương Bình đóng cái vai là cổ gia trường trong vở tuồng Gió Giao Mùa. Rồi sau giải phóng. Sau giải phóng thì chú nổi tiếng với những cái vai gì? Nổi tiếng nhất là vở Giọt Máu Quan Cừu của tác giả Trọng Nguyễn, đóng vai đại quý Hoàng Anh với vai Luân. À, đóng hai vai luôn. Trong tuồng Giọt Máu Quan Cừu của tác giả Trọng Nguyễn. Còn một bài ca mà ta ghi nhớ nhiều nhất. Cái bài ca gì mà để cho khán giả nha, đến thời điểm bây giờ mà người ta vẫn khi mà nhắc đến nghệ sĩ Phương Bình người ta vẫn nhớ đến cái bài ca đó là bài ca gì? Bài trước giải phóng là Phương Bình hát cái bài ca là được khán giả yêu thích nhất, đó là bài Trả Tôi Về. Xin trả tôi về hả? Xin trả tôi về. Nhưng mà trong băng là nhựa thì để Trả Tôi Về thôi. Còn sau giải phóng? Sau giải phóng là cái vở bài ca giọng cổ Quê Anh Quê Em tác giả Trọng Nguyễn với cùng với nữ nghệ sĩ Mỹ Châu. Và một bài ca nữa là một bài ca Đôi Mắt tác giả Trọng Nguyễn luôn. Đó là nổi tiếng nhất trong thời gian mà sau giải phóng. Còn hiện tại nói về cuộc sống bây giờ đó thì xin mạn phép xin lỗi chú trước. Thì khán giả cũng rất là tò mò và muốn biết cái cuộc sống hiện tại bây giờ của chú thì cuộc sống như thế nào, có thoải mái không, hay là có chật vật gì không. Nhưng mà tại sao lại chú thời điểm này là trong thời gian vừa qua đó chú là ít xuất hiện trên truyền hình,
thì không biết là do sức khỏe của mình hay là do cái vấn đề gì, chú có thể chia sẻ cho khán giả biết. Trước tiên là Phương Bình cũng xin cảm ơn là bên của đài truyền hình của Long An và hát được mấy lần theo yêu cầu của khán giả cũng như là giám đốc đài truyền hình Long An. Rồi sau này thời gian thì Phương Bình cũng ít có lên đài truyền hình, bởi vì nhiều khi khán giả người ta cũng muốn quên, muốn nói để giới thiệu những mầm non trẻ, chứ mình lớn tuổi thì cũng hơi là cũng ít có được mà ưu đãi nhiều, cho nên là Phương Bình cũng đành chịu, mình là thất thế xa cơ, giữ tương đối là hơi lớn tuổi chỗ đó thì Phương Bình đành chịu, thì cuộc sống thì cũng qua ngày đắp đổi, rồi có xô đi cũng được khán giả yêu thích thì người ta mời mình đến đi hát như show đám giỗ, đám cưới rồi linh tinh là, thì cũng sống qua ngày cũng được. Dạ thì thưa chú rằng là đó là cái vấn đề nghệ thuật, còn nói về cuộc sống chú có thể chia sẻ được không? Nếu mà chú cảm thấy có thể chia sẻ được thì chia sẻ, còn không được thì thôi. Được thì cuộc sống thì nói chung cũng sống đắp đổi qua ngày thôi, bởi vì mình không còn cái tên tuổi như ngày xưa mà yếu thế rồi, nhưng mà cũng được qua ngày, mà được bà con cô bác cũng thương, cũng mời đi hát hoài, tương đối cũng sống cũng không đến nỗi nào, cũng tạm ổn. Còn cho nên là cái mùa dịch này thì đành chịu xếp với quê hàng thôi. Dạ cảm ơn nghệ sĩ Phương Bình rất là nhiều, và tất cả các anh em nghệ sĩ hôm nay đã có những cái lời chia sẻ rất là chân thật. Và đến đây thì Nguyễn Đức Long cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi cái đoạn video clip vừa rồi, và Nguyễn Đức Long xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin kính chào.